Nhà sản xuất chương trình truyền hình Discovery có thể sẽ có một thỏa thuận với Scripps để giúp các chương trình trở nên đa dạng và thú vị hơn. Từ đó thì họ có thể tăng lợi thế thương lượng với các công ty cung cấp dịch vụ truyền hình cáp. Hãng truyền thông Discovery đang quan tâm đến việc thâu tóm Food Network, Scripps Network. Nếu thỏa thuận này thành công, có thể sẽ có một làn sóng sáp nhập giữa các nhà sản xuất chương trình truyền hình. Theo variety.com, ban lãnh đạo của Discovery đã nhắc đến khả năng này trong cuộc họp vào ngày 10 tháng 12. Thỏa thuận này có thể sẽ giúp Discovery có chương trình đa dạng. Hiện giờ, nhiều chương trình của Discovery thu hút phái nam như Discovery và Animal Planet, trong khi Strip lại có các chương trình thu hút phái nữ như HGTV và Cooking Channel. Nếu hợp nhất, cả hai nhà sản xuất chương trình có thể tạo ra một lợi thế khi thương lượng với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cấp. Hiện nay, đại Discovery thu hút được 11% khán giả tại Mỹ, trong khi Strip chỉ có 7%. Sau khi tin này được công bố, cổ phiếu của Strip đã tăng khi thị trường mới mở cửa, còn cổ phiếu của Discovery thì giảm nhẹ nhiều người cho rằng việc hai nhà sản xuất chương trình lớn bắt tay nhau có thể khởi đầu cho làn sóng hợp nhất trong ngành sản xuất chương trình truyền hình